Đây, anh em vùng cao chào buổi sáng tất cả mọi người nhá. Đây, ngủ trong rừng mà không có đống lửa này là lạnh lắm các bạn ạ. Đây được hai con cua, sáng nay đi nhấc lưới được hai con cua nhá. Máng nước đi nha. Đây, mời mọi người và các bạn ăn sáng cùng với anh em các bạn nhá. Đây, mình mời tất cả mọi người ăn cua nhá. Đấy, giòn phết các bạn này. Tuyệt vời luôn. Mời mọi người nhá. Đây, anh em vùng cao chào buổi sáng tất cả mọi người nhá. Đây, tối qua mà anh em mình đốt đống lửa các bạn này. May có mấy khúc củi này nhá, cháy rất là lâu rồi. Đây, ông làm vlog còn dậy rất sớm và mình này, Khánh Sky vẫn còn nằm. Dậy Khánh ơi. Dậy đi nhấc lưới với đi xem bẫy nào. Hôm nay có con sóc nó đến ngay tại đây luôn các bạn nhá. Đấy, nó trèo lên cây chuối này. Nhưng em chỉ đứng đây ngủ trong rừng mà không có đống lửa này là lạnh lắm các bạn ạ. Đây cứ phải đốt đống lửa nhá. Đây. Anh em mình đang mới dậy được các bạn ạ. Tí nữa sẽ đi nhấc lưới và đi thăm bẫy của anh em mình các bạn nhá. Thế các bạn ơi, dậy sớm đây, ông Lâm ông ở lán để nấu cơm các bạn nhá. Còn mình với Khánh sẽ đi thăm bẫy các bạn ạ. Các bạn ạ. Xem hôm nay có may mắn, một ngày may mắn của anh em vùng cao các bạn nhá. Sáng sớm ở trong rừng đấy các bạn ạ. Đây mình đến cái thăm cái bẫy đầu tiên đấy các bạn nhá. Thấy chưa? Nhưng mà không được các bạn ạ. Xịt rồi. Một cái đã móm các bạn nhá. Đây mới thăm cái đầu tiên các bạn nhá. Đây, chuẩn bị đến chỗ này là thăm còn hai cái nữa ở trên đây này. Hy vọng sẽ một ngày may mắn của anh em mình các bạn nhá. Xịt à? Không ăn thua rồi các bạn ơi, xịt rồi. Khánh ở trên kia các bạn nhá. Hả? Hay là mất rồi? Chắc là dính rồi. Các bạn nhấc 6, có 6 cái bẫy thì nhấc 5 cái các bạn ạ. Bó mét rồi. Đây là cái cuối cùng cho Khánh lên đây xem có may mắn không các bạn nhá. Thế là một ngày đặt bẫy của anh em mình là thất thu các bạn ạ. Không có thực phẩm rồi các bạn nhá. Đấy, Khánh đang leo thác này. Buổi sáng vào đây mát phết các bạn ạ, cái nước nó phả ra ấy. Tuyệt vời luôn. Đây là một ngày đặt bẫy móm các bạn ạ. Đấy cái bẫy này cũng này. Chưa sập các bạn ạ. Đây có đường lối con chuột nó đi đây này. Rất lần đấy nhá. Không ăn thua rồi. Móm rồi các bạn ơi. Thế các bạn ơi, bọn mình đã đến chỗ lưới rồi các bạn ạ. Đấy được một con cua này. Không có lấy chi đi đừng rồi. Hả? Đầu con cua các bạn nhé. Đấy à. Một em cua. Wow, cái con cá nát hết rồi. Đầu đấy ăn cá các bạn ạ. Con thua các bạn ạ. Bởi vì nước nó to quá suối hôm nay. Đấy là toàn rác rồi, không được cá nhá đấy. Mỗi con cá. Đây kia được một con cá các bạn kìa. Không ăn thua rồi. Móm nữa các bạn ạ. Được hai con. Lắc đác thôi nhá các bạn nhá, không được nhiều nhá. Cá nhân mình hôm nay có xịt tai các bạn. Đấy.
Đây buổi sáng đi nhấc lưới của mình với Khánh các bạn nha, nhưng mà móm luôn ạ, được ít cá quá các bạn ơi. Bây giờ anh em mình sẽ đi về lán rồi sẽ thử lưới sau nhá. Mời mọi người theo chân anh em mình các bạn nhá. Đi về lán thử lưới rồi bắt cá các bạn ạ. Đấy các bạn này, lúc nãy anh em mình đi nhấc lưới nhưng mà chưa khử được cá các bạn nhá. Mà này cũng được ít thôi. Rồi anh em mình sẽ khử lấy ít cá các bạn ạ. Để tí nữa sẽ nấu canh các bạn nhá, để ăn cho buổi sáng ngày hôm nay các bạn nhá. Thế dậy từ lúc nào mà đi thăm bẫy với đi nhấc lưới nó cũng muộn phết rồi đó nhỉ. Cá với được hai con cua mà. Con cua đang cá đây này. À. Đấy con cá này bị con cua nó xiên mất một nửa các bạn ạ. Ở trong cái giỏ. Đây thành quả của buổi sáng ngày hôm nay mới được vài con cá này với hai con cua này các bạn ạ. Đây cũng có chất tanh các bạn nhá. Đấy, cua nướng. Cá sẽ nấu canh các bạn ạ. Con này đen này. Con này vàng khè. Đấy các bạn, đây là buổi sáng của anh em chú cháu vùng cao các bạn nhá. Đấy. Đang nấu cơm với nướng ít ếch các bạn nhé. Tí nữa sẽ nấu canh cá nhỉ, nấu canh cá không? Đấy ăn xong buổi sáng là bọn mình sẽ đi lên phía trên đầu thác các bạn nhé, đi bẫy cá nhá. Đấy, nhìn than này rất là hồng các bạn nhé. Cái này mà nướng thì thôi rồi. Châu còn đang chín. Đấy, nướng cả châu cũng đang chín. Ếch suối của bọn mình nữa các bạn ạ. À, quá tuyệt vời. Đây, ông Lâm nấu nồi cơm sắp xong các bạn ạ. Không cần chở lửa cũng sôi. Toàn than này. Đây bình minh và buổi sáng của anh em chú cháu vùng cao các bạn nhé. Đang nấu cho buổi sáng các bạn ạ. Tí nay anh em mình sẽ đi bẫy cá nhá. Đan lồng đi bẫy cá các bạn ạ. Đây chỗ ếch tối qua các bạn ạ. Này được hai con cua, sáng nay đi nhấc lưới là hai con cua nhá. Còn trên kia là nồi canh cá các bạn ạ. Đi máng nước đi nha. Đấy đấy. Làm hai ống nhỉ, hay một ống thôi. Thừa còn hơn thiếu. Thay nước à? Nước suối nấu canh thì ngọt, không cần phải bỏ gia vị. Hết. Hết à? Đây, mời mọi người và các bạn ăn sáng cùng với anh em các bạn nhé. Nhiều mà lâu à? Đi xăm chứ cả. Thừa đủ à? Đây, đấy, cua. Mời người ăn cua nhá. Giòn phết này, chấm chéo. Ngon. Ngon. Mình mời tất cả mọi người nhá, ăn sáng cùng với anh em chú cháu nhá. Quá giòn. Hả? Làm tí tiểu à? Đây, đây là ếch nướng các bạn nhá. Ở đây cua lúc sáng. Ếch từ tối qua cơ. Rất nhiều đấy. Rất nhiều. Ở đây là nồi canh lá chua nó với cá thì vớt lưới các bạn nhá. Có mình đầy chứ. Không thể à, giòn tan luôn cái này. Nồi luôn này đầy quá. Đầy quá. Buổi sáng mà giờ chắc phải 8 giờ rồi à. Mình mời mọi người nhá. Thôi mời mọi người nhá, cho ông thủ điện một tí quả rồi. Mời thủ công một điện tí chào buổi sáng. Rồi mời các bạn ăn buổi sáng rồi đó, ăn trưa rồi đó, chắc là 9 giờ thôi, 9 giờ rồi. Anh em ăn xong lại rồi tiếp tục mà ta đi nữa. Đi ăn xong đi bẫy cá bù bù.
Đi ngâm. Khói lắm. Chị sôi lên rồi nữa không? Không dập lửa đi. Khói quá. Này nắng phết rồi các bạn này. Này nắng to mà. Ớp. Cấm quên đi. Này cấm gì? Kèm với cái này này. Lúc không làm cây chuối ăn. Này là chuối. Mùi vào ăn thì nhát à? Nhạt. Để đang ăn mà Khánh là phải đi chặt thêm cây chuối các bạn ạ, tiêm thêm. Dẻo mà không có chuối đấy, thì chuối thì bởi vì buổi sáng nay tí anh em mình còn đi chắc là phải đến chiều các bạn ạ. Như là ăn anh em ăn sáng cho nó no no đấy các bạn nhá. Không chiều là không có đến chiều mới được ăn cơm các bạn ạ, 3-4 giờ chiều ấy. Nào. Nào. Làm tí nhỉ, từ sáng ấy. 100% nhá. 100% nhá. Mời mọi người nhá. Cua. Đêm ta làm lên 4 chén đấy nhở? Hả? Đêm ta làm 4 ly đi đấy nhở? Kém cửa này như Khánh các bạn ạ. Quá ngon luôn. Hôm đầu tản, hôm đầu tiên hoàn toàn ăn nó bảo đắng không ăn nữa. Đắng. Sau rồi ăn quen nữa rồi. Ăn được thấy ngon. Đắng và ngọt. Canh ngon. Ngon không? Làm tí chèo với cái chuối nào. Đã vừa. Đâu, bằng ngay. Ngon. Vừa mà, cháu vò mà. Chín vò là không ngon. Nguyên cả lá thì nó ít quá. Ôi môi nữa rõ đẹp. Đi rửa mất sao? Có thấy dưới đó mà. Hả? Có thấy dưới đó mà. Dưới đó, nó không lấy lên. Không thấy. Lúc thằng đi đá ăn tôi luôn à. Để kê cái núi lên á. Cua các bạn à? Cua đại. Cua đại. Quá ngon. Đây là ếch nè. Đấy, đủ nửa chân dài nhá. Ăn rồi. Mời mọi người đây. Nếu mà mời ngồi chạm thế này thì thôi. Giống thì lút cần. Cay à? Cay. Tôi bảo không cay mà. Cay. Ăn phải nguyên con cái quả ớt nông lâm giả luôn. Nông lâm chê đều nhá. Giả lâm khớm lắm. Đây, đón bình minh trong rừng là thế này đấy các bạn ạ. À. Đấy, mình mời tất cả mọi người ăn cua nhá. Đấy, giòn phết các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Mời mọi người nhá. Giòn tan luôn. Ngọt lắm. À. Cua. Ăn cả cái vỏ luôn các bạn, rất nhiều canxi nhá. Đấy. Để càng nữa này. Đấy. Không, tuyệt vời. Đếm vào. Đếm vào. Còn lắm ạ. Rồi, ăn cái chuối còn nha. Đếm với cái lá lá rừng. Lá rừng. Đấy. Đây là lá ngón rừng các bạn nhá. Đây là nguyên một lá rồi các bạn nhá. Đây. Đấy, đây là lá ngón nhá. Các bạn cứ bảo lá ngón không ăn được nhưng mà thật ra lá ngón ăn rất là ngon này. Để mình ăn cho các bạn xem nhá. Đấy, cho tí chèo này vào. Hơi đắng đắng. Đấy, ui giời, tất cả ớt này. Đấy, giờ ghém cả cái lá cây chuối vào các bạn nhá. Đưa vào thế này thôi. Tuyệt vời luôn, là ngon nè. Đắng quá. Giòn thế.
Thấy không? Này của mối hàm gốc, có con cua nữa. Cua. Ếch. Ếch. Các bạn nhé, ăn được nhé. Bữa ếch. Bữa ếch nướng ngon lắm. Giờ nó nguội rồi, hơi thính dài nhỉ? Dài ra. Lúc nóng lắm, giòn. Còn là xương cá. Giờ nướng chân dài đấy. Cai thịt, săn thịt. Nó không giống là ếch nhà nuôi. Nó bở thịt. Dẻo nữa. Này lên đi. Ừ. Rồi nhá. Nếu mà bà nói chung đi một ngày ít lắm phải ăn tầm có ông phong lâu còn bảo được rồi ớt tao đi hái thêm. Ừ, mà ăn nếu mà nhá không có ớt thêm mọi người nhá. Miệng ăn lại thấy hơi thiếu đấy. Thiếu thật chưa? Không được ăn ớt. Mình nhá, cả mùa mua đấy. Mình đi là mình có. Ê, rừng mùa đông ăn ớt cũng ấm người mà. Cây như này, thế sau mình mới thay cây thôi. Chỉ cây là không bị chim nữa, mình bỏ này. Còn mọi người nhá, giới thiệu nhá. Cái thịt ếch các bạn à, ngon lắm. Là thịt cua đó. Là cua. Ngon lắm. À. Nếu mà đi liên tục nó không kịp liên tục đó ăn là một ăn trên đây ăn khác nên tục kiểu ra đó có còn một cái nữa đấy thì khó lên lắm tao không dám lên mà được chưa phải chứ ta còn cháu ấy như gì này cháu tốt chó đi lên chi khác đứng thẳng luôn ở trên nữa cháu lên rồi cháu mới tốt chó theo chứ đây là cái thang không lên được các bạn ơi bữa sáng ngày hôm nay thì cũng anh em mình ăn xong các bạn nhé. Thế là video của ngày hôm nay bọn mình xin được kết thúc tại đây các bạn ạ. Nếu bạn yêu quý bọn mình nhớ nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho anh em các bạn nhé. Bây giờ xin chào lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo các bạn ạ.